bài Chợ Mới á, là đúng như hai vợ chồng của em luôn. Đúng luôn. Ủa anh có thể là chia sẻ những góc mà vui vui lại ha. Ở cái lần đầu tiên anh mà cô chị cô sao anh? Thì đó cũng qua có qua bên xóm đất lở đồng chơi á. Dạ. Thì gặp cũng có quen những người bạn ở đó nữa. Dạ. Thì nói chuyện cũng thấy thương rồi cũng mến vậy đó. Dạ. À, cái số phận thì nó cũng được trọng vẹn như vậy. Sau một thời gian sau á, cũng chắc chở bên em cũng chắc chở lúc trước á, là em cũng có người vợ nữa, một người vợ trước á, là cũng có một người con trai nữa, con trai em á là hôm nay cũng lớn hơn 6-7 tuổi vậy á, thương con lắm, mà có cái thì vợ chồng mà tại vì gia đình người lớn á, người ta xích mích với nhau thì người ta bắt con ra lại. Cho nên hai chồng thôi ra rồi, vợ em thì cũng có một người chồng nữa. Con riêng nè. Em cũng thương như con mình. Chứ rồi là thương vợ là phải bế con mà. Không có phân biệt. Bây giờ em là gia đình em là không có phân biệt nữa. Cũng như là thương là thương hết. Hồi nãy cũng như là em muốn anh kể lại cái giây phút mà anh quen chị cho nó vui, nhưng mà lại chạnh lòng mình lại những cái giây phút trước đó, thì em cũng xin lỗi anh. Cũng như là em chúc cho anh chị mãi mãi hạnh phúc bên nhau nha. Và cũng như là thật sự cuộc sống này con nào vẫn là con mình, nếu mà mình thương nó thì nó thương mình thôi. Đúng rồi, con nít mà nó thương nó thương mình. Không có sự phân biệt đâu. Còn cái hồi đó anh thương chị ở cái điểm nào nhất nè? Lúc đó tôi thấy đẹp quá. Đẹp quá hả? Đẹp thiệt. Ủa chứ giờ không đẹp ha? Giờ cũng đẹp đó. Chị cười. Cười. Ủa, xong rồi cái lúc đó là hiền hả? Dạ. Lúc mà đầu tiên thì tôi gặp thì rất bình thường, cũng như mọi người khác thôi. Dạ. Mà sau lúc mà đi chơi á, với cũng như là đi chơi á. Dạ. Thì tút lên cái tôi chóng mặt luôn. Hả? Tôi nói trời ơi trời ai vậy? Mà tôi không chưa có nhìn ra nữa. Tút lên hả? Ở xa đó mình một hồi lại dòm kỹ. Bất của mình. Dạ. Vậy là chị. Vậy là bữa đó là chị mới tút sơ sơ hay sao vậy? Dạ. Bởi vì nè, bởi không có người phụ nữ mà xấu đâu. Dạ. Chỉ có là phụ nữ là không biết trang điểm. Dạ. Mà thật đẹp thiệt. Dạ. Chị bữa chị nói chị tích chị trang điểm sơ sơ đó. Quá vậy là bữa là thấy chị đẹp quá. Hết hồn hả? Hết liền. Hết liền. Lúc đó thì cũng làm đi làm cho anh đội 68 đó. Cũng làm một lý đi vòng vòng coi bên sơn tộc cho mấy người mà còn sơn tộc kia biển báo rồi đó. Làm cho anh bệnh. Rồi cái hồi đó rồi mình quen nhau lâu không anh? Cũng trên 6 năm. Thì trong thời gian là thằng kia cũng mới đẻ được không nhớ. Rồi sao lại em đi ghe đó thì cũng tùm lum hết á, em đi làm đủ thứ. Rồi vô tình gặp vậy. Gặp rồi kết luôn. Kết luôn đó vậy. Rồi xong rồi anh gặp 7, chị 7-8 năm rồi. À cũng quen 7-8 năm rồi mới cưới hả? Dạ. Thì là xong rồi kết luôn. Cũng không có làm đám cưới gì, gia đình dạng mà tuyên bố. Dạ, cũng như là hai bên ra mắt đó hả? Dạ. Cũng làm đơn giản lắm. Dạ. Mẹ cha mẹ ở dưới thì cũng gần là thương con không? Dạ. Không có muốn để con mà tốn tiền gì. Tính là vào mà vợ em là chỉ có mấy anh em thôi. Thì với cha mẹ qua nói chuyện với nhau, gia đình người lớn nói chuyện với nhau vậy đó. Sum họp chứ không có được như mọi người khác. Chứ phải là được gần gan như mọi người khác. Đơn giản là mình rất là đơn giản. Qua nói họp mặt nhau vậy đó. Thì bên nào thì cũng có được một người con á. Cũng cha mẹ cũng thương. Kết hợp vậy đó. Mà chị là cũng mà bạn với nhau hết rồi hả anh? Cũng có bạn rồi, xong tìm hiểu hết rồi mới mà báo hai bên gia đình hả? Cũng có báo
cha mẹ chị. Cha mẹ nó thương không thương thì cha mẹ mới kết hợp, nó thương mới kết hợp tới giờ. Không mà thật sự sau thời gian thì được tới giờ cha không mất rồi. Cha vợ bệnh sơ gan cũng chướng ông chết cũng có cả năm ha, tận năm. Mẹ nhà thì bà bị cái cục cái chân nữa, khúc gì nè, bị cục chân luôn ha, cục chân luôn. Đợt không được sự hỗ trợ của bên khác giọng sống á, ta hỗ trợ cũng được 90 mấy triệu gì. Mẹ là mẹ ruột anh á ha? Mẹ vợ là mẹ ruột thì bình thường không có gì. Con cái bà cũng khổ, mẹ bà vất vả, bà làm đó giờ là bà gánh nước mướn rồi giặt đồ mướn rồi làm đủ thứ chứ, không có dư. Rồi giờ là bà có bán xôi á, được cái nghề bán xôi tối là bà bán chỗ ít trứng hơn á, gạch sỏi mà. Trong khi bán cũng mưa gió nè, nó ấy ẩm mà nằm mà ngủ. Rồi mình lên mình vô tình mình thấy tội nghiệp mẹ. Giờ biết sao rồi. Cũng có cách nào giúp đỡ mẹ. Em cũng bất lực chứ là mình cũng làm ráng làm dữ lắm luôn. Không có dư em tính đây. Ở lúc mà ở dưới đó là trong mình là hai chồng chưa được 10.000. Và được có bữa nào mà nhiều bằng như là có tiền mà nhầm bữa có cả trăm nữa, bữa 200 cũng có luôn, rồi đóng góp cho người ta, mình mượn người ta mà con cái là bệnh hoạn á, mình sẽ trả cho người ta, rồi trong mình hai chồng còn một số, còn bữa là phải nhịn đói luôn á, mà gia đình biết thôi chứ đâu có ai biết. Anh cũng như là anh đó là một người chồng, cũng như là từ lúc mà anh với chị lên Sài Gòn á, và những lúc mà khó khăn nhất á, rồi anh có thường nói những cái tâm sự gì để mà cho chị luôn đồng hành cùng anh để mà vượt qua những cái lúc khó khăn? Thì có cũng hai chồng cũng thường xuyên bàn nhau á, về gia đình hai chồng cũng khổ, phải gắng vượt qua lo cho mấy đứa nhỏ, chứ mà kiểu mà không biết lo đó, khổ tôi nhỏ. Thì giờ em sao là vợ em vậy đó, vợ em có cái em cái gì cũng phải bàn với vợ con cái. Rồi dạ đồng ý em ấy chứ không có làm ngang. Thì em được gài cũng được sự giúp đỡ của chú Thiện đó. Cũng không biết nói sao, cảm ơn chú nhiều. Và gia đình mang ơn. Thì theo kiểu anh nói là giống như một cái ông bụp mà giữa đời thường. Giúp đỡ gia đình trong cái lúc mà khó khăn. Cũng như nhưng mà đợt hổng mà không được sự giúp đỡ của chú Thiện á, thì gia đình em mà theo cái đợt dịch này phế liệu thì giờ ta không có cân. Cậu nước mà chết thì cắn răng chết hết trơn cả bầy luôn. Trong mình thì lúc đó lên là giờ còn có 20.000. Rồi đi rồi em nói bây giờ dựa giờ nó không có cân nữa đó, chuẩn bị nó không có cân nữa đó. Trong bụng cũng gầu lắm. Sao mà vừa đi qua cái chuẩn bị chui nào nữa thêm á, thì mấy cái vô tình mấy cái anh mà kiểm tra đó là anh không có thấy nữa. Người khuất rồi sao rồi anh không thấy, chạy ngang anh chạy qua được luôn chứ đợt sau quay lại là bị la liền. Quay ngược trở lại chứ không có được ấy. Em đi đường vòng, ta chỉ hỏi người ta chỉ đi đường vòng. Nói chung là cuộc sống của anh chị thì nó khó khăn rồi. Nhưng mà có bao giờ mà hai anh chị mà cảm thấy buồn hay là có cái gì đó kiểu như là mình chán trường cái cuộc sống này chưa? Trong những lúc mà mình thất vọng nhất á, tuyệt chủng nhất á, chán như là thấy gia đình mình nó làm sao lâm vào bế tắc á, không có đường gối, mình cái gì cũng đã lỡ rồi. Chứ em mà cũng đâu có muốn đẻ con nhiều đâu. Rồi bây giờ con vợ con phát hiện thì 4-5 tháng hết trơn rồi đi phá thì tội lắm à. Mình nói giờ là con của mình đó. Giờ mình bây giờ mình khổ cỡ nào bây giờ nó kiểu mà ăn mắm hút dầu em cũng chịu, gán lo cho nó chứ không có để bỏ cho nó. Dù mình lớn mà mình lo chu đáo cho nó chứ bây giờ mình bỏ nó thì tội nghiệp con mình. Không phải kêu bằng nhịn đấu, không phải lo đi vô đi đâu. Có bao giờ
Em dạ, hỏi con thế thì có bao giờ hai vợ chồng mà cãi nhau mà kiểu gì nó muốn chia tay nha, vì sống nó quá khổ nha. Cũng có là mình dàn xếp anh, cái gì cũng vậy hết, cái gì mình cũng dàn xếp được. Cái gì bức xúc quá mình phải nói, có nói rồi cũng dàn xếp lại, chứ không phải mà mình làm ngang cái hai chồng á nó tan rã hết rồi dạ, con cái nó bơ vơ rồi nó ly tán hết rồi mình đây cũng chắc chết luôn á. Có đôi lúc á em là thấy gia đình khổ quá, em tính em nghe trên Sài Gòn này nè, dự định của em á là đầu tiên á là khiến mà gối quá đó rồi em có thể hiến thận. Hiến thận để lo cho các con, với lo một số tiền cho cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ nhà cửa thì bị đang thiếu nợ đó. Rồi người ta mình giống như ra ngoài sân ngày nào mình không biết á. Ở càng lâu thì mình không có tiền trả người ta thì người ta lấy chứ sao. Tại mình có dư thì ta đưa lại thôi chứ. Thôi anh, những lúc mà khó khăn nhất trong cuộc sống anh với chị cũng cố gắng vượt qua, cũng như là một bên nóng thì một bên lạnh đó, để mình nhịn, để mà mình lúc mà cả hai bên đều ổn rồi thì mình sẽ ngồi nói chuyện riêng thôi. Chứ cũng có nhiều lo ấy, cũng suy nghĩ nhưng là buồn lắm. Thì giờ được sự giúp đỡ thì cũng qua cái cơn khó khăn rồi. Với có những con người người ta thương á, người ta cũng nói là thôi con đừng có hiến thận để có sức khỏe lo mấy cái này nè, con cũng nghe. Bây giờ suy nghĩ kỹ thì em cũng, thì nếu mà sau này em có mất á, có thể em hiến toàn bộ nội tạng luôn để cứu người, có thể đăng ký hiến bộ, cái gì mà lấy được thì cứ lấy. Và cứ theo nói là thân này là tạm bợ. Chứ đâu phải là mình mất rồi mình cho đi làm hại, chứ kiểu mình giờ mình mất rồi không có cái gì đâu, mình đâu có giữ được cái gì đâu. Thì em mà còn như theo kiểu mà sống ngày nào thì mình lo cho các con nó lấy thôi. Thì kiểu vậy đó, em cố gắng lo. Bây giờ cái quan trọng nhất là bây giờ anh với chị phải ráng làm để mà kiếm tiền nuôi tụi nó, mà nếu mà có thể nữa thì tạo điều kiện cho tụi nó có học được được chữ, để mà nó sau này nó lớn lên nó sẽ tìm được những cái công việc nó phù hợp hơn anh.